giống như anh cũng xem nhiều kênh, không có kênh nào mà quay kỹ giống bằng bản này. Anh nhưng cũng khen ngợi và không sợ lửa đó. Dạ xin kính chào quý ông bà cô chú, quý anh chị, quý khán giả. Thì hôm nay thì bạn tới đây để mà góp ý với anh Hải. Như là hôm trước thì bạn có nói với anh Hải là hợp đồng là sửa nhà cho người em ở cái bên đó. Thì hôm trước thì bạn chỉ nói là lăn bê phần trước và xây lại những cái lan can. Thì hôm nay thì bạn tới đây để mà anh Hải muốn gọi bạn tới đây để mà góp ý kiến như thế nào với anh chị. Tại vì anh Hải có nói là nếu mà sửa thì sửa xong luôn, sửa trong toàn bộ luôn á. Thì bạn tới đây xem như thế nào và mời các chú anh chị xem người nhà của người em đang sửa xong và làm những cái công việc gì thêm. Chào anh Hải cái phần cho anh mượn kẹp cái này cái rồi anh chia sẻ rồi. Như là ngày hôm trước thì em cũng có nói với anh đó là lăn mình lăn bê ở phần ngoài này ha, mình sửa ở phần này rồi sơn cửa lại hết toàn bộ. Giờ anh cũng đã sơn cửa và lăn bê được một chút xíu rồi. Cái lan can này có thay lắm, giờ anh lót gạch bên đây luôn hả? Anh thấy gạch bên nhà anh Thon mua dư sẵn anh lót luôn. À là anh đổ tiền mua đắp cái cầu kêu dư à, thấy dư rồi anh lót đây cho sạch luôn, đắp bên đây luôn. Cái lan can này bỏng nó một cái chân anh đổ lại hết trơn à, đổ là nguyên cây luôn á. Người lót gạch lại hai bên luôn à, hai bên luôn hả? Trời ơi, em tưởng đâu chỉ là sơ sửa lại sơ xài thôi để mà cho nhà nó sáng sáng thôi. Ai nhờ sẵn cái gạch kia dư lót lên luôn, anh mua dư lót lên luôn. Cái cửa này nó có bản lề nó xúc ra anh mua thay luôn rồi. À bản lề nó hư luôn hả? Hai cái nè, giờ nó đắp lại hư bản lề luôn à. Chiều nay nó đắp bên kia lại đó, hai cái luôn. Trời đã làm nó lại luôn. Bữa này tới tuổi luôn rồi, tới tuổi rồi kệ đi, cũng thay bản lề xài được rồi. Cứng lại bên kia luôn, cũng như là mình sơn lại cho nhà đẹp rồi ha. Đúng rồi. Rồi nhìn cái tường cũ mà anh Hải lăn bê đẹp mịn nữa chú chị. Chà ra rồi mới lăn. Anh Hải lăn hay ai lăn? Đến anh lăn cái bắt nó chà ra. À nó chà bỏ. Chà bỏ cái lớp bóng cong rồi lăn lại. Này chà giống vậy nè. Như là cái cây là cái mình sủi phải không? Sủi cái nào chóc sủi ra. Mình sủi cái phần mà bê cũ á. Đúng rồi. Vôi á. À. Đó. Sủi nó ra đây chú chị. Chỉ ra hết trơn mới lăn lại à, sủi xong rồi mới lấy cái nhám chà một lớp nữa rồi xong mới lăn bê. Trời ơi, như vậy là người em mà biết tin này á, người em chắc mừng lắm ha. Mừng á. Cái này là của một Mạnh Thường Quân làm riêng đó chứ chị. Mạnh Thường Quân thấy ngôi nhà của người em rất là tệ, với lại nó xuống cấp thì à... chú chị xem thì phần này anh Hải cũng đã làm đó, thì ừ. Phần trên anh Hải làm ok rồi, như là sơn lại những cái đường chỉ và chà hết và lăn bê lại toàn bộ đó chú chị. Chà hết cái ông. Ồ, bây giờ á bên trong nhà mình làm luôn không anh? Làm luôn rồi, trong nhà lăn lăn. À, vô. Mời có chú anh chị vô trong nhà để coi anh Hải có thể mà sửa trong nhà luôn rồi. Nếu mà hôm trước thì em có nói hợp đồng với anh là lăn mặt ngoài thôi anh Hải hả? Bây giờ lỡ lăn ngoài lăn ở trong luôn. À, lăn bê luôn chú anh chị ơi. À, chào anh thợ sắt thầm nhớ chị Nhiên. Đây là mình lăn tới trên luôn anh Hải. Lăn tới trên luôn, còn mắt vàng lăn tới trên luôn. Wow. Bên đây nè. Trời ơi, cái tường cũ mà anh Hải lăn bê nó bóng hới không chứ chị? Đó làm trong làm ở ngoài luôn cho nó sáng nhà. Hơn nữa cái bàn thờ là sao nào anh? Bây giờ nói với gia đình đó làm sao á, hỏi người em á là mình chuyển rồi. Bàn thờ này làm cái bát làm sao mình đổi cho như là, tại vì theo lời chia sẻ của những người lớn tuổi của chúng chị thì bàn thờ Phật á, lúc nào cũng phải cao hơn bàn thờ gia đình chút xíu. Tại vì nếu mà để ba mẹ cao hơn thì không được. Thì cái gì anh mua cái mát á, bắt vô đó hạ gạch nó xuống lại. Hạ bên bàn thờ của người cha xuống. Đúng rồi, hạ xuống lại. Anh chào chị Lo. Thì hôm nay thì em tới đây em thấy như bàn thờ của mình á, bên gia đình và bàn thờ Phật á, thì nó chênh lệch quá nhiều. Bây giờ cũng có Mạnh Thường Quân góp ý với em á là bây giờ anh muốn là dời bàn thờ Phật là dời bàn thờ của gia đình mình thấp xuống chút xíu được không? Dạ được. Được không chị biết định được hay là người hỏi người em nữa? Dạ được, cái này chồng em đã làm mà. À là chồng chị làm hả? Dạ. Rồi thì mình có thể mà hạ xuống chút xíu, tại vì bàn thờ Phật mình phải để cao, còn bàn thờ của gia đình đó mình hạ thấp xíu ha. Dạ dạ. Mình nữa xong nhà chị dọn dẹp ha, rửa sạch nhà hết toàn bộ rồi đóng cửa lại. Dạ. Tại vì mình nhờ có người ta một tháng rồi. Dạ. Còn anh Thon đi làm hả? Dạ đi làm rồi. Dặn anh Thon là bây giờ có mà khán giả ở Vĩnh Long sẽ gửi hạt giống như là cải xanh hay là tất cả rau cải đó, là gửi cho mình mấy gói đó, đem về để mình xới đất lên rồi mình trồng ha. Dạ dạ.
Làm được không chị? Dạ được, chồng em biết làm. À, biết làm thì chị cũng phải hỗ trợ chứ ha. Dạ dạ. Phải mình làm mới có ăn, tay làm thì hàm nhai, còn không làm thì bao tử nó hại bao tử á. Dạ. Nó hại bao tử lắm nếu không làm. Thì bây giờ ngôi nhà này thì em với anh Hải có thể là sơn lại toàn bộ. Đúng rồi. Chị có thể nói với người em á, chắc người em mừng lắm á. Dạ mừng lắm. Để sau này người em có thể có ngôi nhà sạch sẽ và cưới vợ luôn. Dạ đúng rồi. Rồi. Cảm ơn chị ha, nhớ giữ mấy đứa kỹ kỹ ha. Thì bây giờ anh Hải chia sẻ là anh Hải làm hết toàn bộ nhà luôn anh Hải. Làm hết toàn bộ nhà luôn. Ồ. Thì cái này mình à nó tiện chết hơn đó. Ôi, cái này anh lấy gạch anh dán miếng gạch lại cho nó đẹp. Ờ vì là quý quá rồi, thấy anh thợ đục bỏ hết. Anh dạ. Anh đục bỏ cái lan can cũ luôn hả? Dạ, đổ một cái mới luôn. Cái lan can cũ bị sao mà anh đập bỏ? Dạ, tại nó nổ sắt nó mục hư hết rồi, xài không được nên phải đục làm cái mới. Ha. Dạ. Thì mình đổ luôn cái mới rồi xong mình lót gạch luôn ha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Rồi. Trời ơi thì quý quá, tự nhiên làm bên đây rồi bên đâu. Làm bên nhà anh Thôn là bên đây được hưởng chung luôn. Tại vì anh mua đồ dư, không mua gạch dư sẵn lót luôn. Ừ. Lót bên đây cho nó sạch sẽ. Nói chung là khâu của anh Hải là rất là nhiều thợ chứ chị, thợ sắt có nè. 8 người. Rồi thợ bê có nè, thợ xây có. Thợ lót gạch riêng nữa của chính chị, mỗi người là một công đoạn. Thì vì lính anh Hải, công nhân của anh Hải cũng rất khá là đông. Thì 7-8 người là chứ không phải ít, là một ngôi nhà thì cố gắng làm nó như vậy á. Mỗi người một việc. Tại vì kiêng, tại vì một người nếu mà làm nhiều thứ quá thì nó không có chất lượng đảm bảo, đúng không anh Hải? Thợ xây cầu tắm khác nữa, kia chuyên xây cầu tắm. À, anh cái anh bự bự con là chuyên xây nhà vệ sinh hả? Nó nói xây cầu tắm vô phải ở trần ở chuồng. À. Nói vậy đó. Phải vô đó tắm mà. Giờ anh thợ B nè. Anh thợ B này lăn B chuyên cho có quen tay ban đêm có lăn B không? Lăn hết á, ban ngày ban đêm lăn hết á. Lăn luôn. Vậy là nhận làm ban đêm luôn hả? Ờ, nhận làm hết á. Có tiền làm hết á. Cái này lăn rất nhiều nước quá anh ha. Ba nước ha. Ừ. Mới nó mịn. Ừ. Lúc mình lăn mình chà hết trơn phải không anh? Ờ, chà cho nó láng bóng rồi mới mình làm cho nó sạch đẹp rồi cho nó rồi mình lăn lên cho nó bóng lưỡng. Ừ. Cho nên chất lượng cái bê. À. Anh có thể chia sẻ với em là anh làm việc trên Hải bao lâu rồi? Cũng năm mấy, 2 năm rồi. À, rồi à, hình như là em có gặp anh một cái làm cái ngôi nhà cho chị Trúc mà ở chuồng heo, em có gặp anh không? Có, đang cũng làm bê luôn. À, anh đi bê luôn. À, giờ làm, hồi giờ làm bê luôn đó. Rồi anh, cái cảm nghĩ của anh nó thấy mà đi làm việc với anh Hải, đi làm như là những ngôi nhà từ thiện cho em đó. À, cảm nghĩ anh như thế nào? Cũng vui, thì cả cũng không có tiền tiếp sức cho những người nghèo khó hơn mình á. Dạ. Thì mình thấy vậy mình làm cho rồi sớm rồi để cho nó về vô sớm. À, cho như là dù anh muốn lại làm cho nhanh cho nhiều người cho nhanh rồi cho những hoàn cảnh đó được có ngôi nhà được ở nhanh hơn ha. Ừ, được nhanh hơn rồi mau đi làm chuyện để kiếm tiền nuôi con nuôi cháu nữa. Yeah. Thì anh có thể chia sẻ như là trong quá trình mà em thường hay tới lui qua gì đó anh cảm thấy như thế nào? Kỹ càng luôn, làm đi dòm từng chi tiết. Ừ, rồi để khảo sát làm có chất lượng hay không. Dạ. Đó, tất nhiên là bằng bảnh sẽ làm cho hết mình luôn. Dạ. À, mỗi lần em lên tới đây kiểm tra đó, tụi anh có buồn phiền gì không? Không, rất là vui thêm nữa. À, tại vì mình làm, nói chung là mình làm chất lượng, mình đâu có sợ. Phải? Đâu có sợ gì hết trơn á. Dạ, không sợ lửa đó. À, rồi, cảm ơn anh nhiều, dạ. Rồi, chúc anh may mắn ha. Dạ. Thì anh Hải ơi, thì hôm nay thì như là ngôi nhà hôm trước thì em có hoạt động với anh là tô có mặt trước. Đúng ha, thì sơn có lại cửa. Bây giờ anh đã là làm thêm phần trong phòng luôn, trong nhà luôn. Rồi anh lót cái lan can, bảo nữa. Là bảnh kêu là lắc co cái lan can lại thôi. Ừ. Chỗ nào nứt nổ. Ừ. Bây giờ anh thấy đập một búa nó nứt tùm lum. Nứt hết luôn hả? Đập ra hết luôn. À. Rồi cái vách đó cũng vậy. Bây giờ nó nổ hết trơn phải tô lại. Dạ. Bây giờ cái nhà cũ nó khó lắm sửa. Đúng rồi, nhà cũ là sửa cực ha. Thảm nó khó. Mới. Rồi thì cái sân này thì nữa anh sẽ chán luôn hả anh Hải nghe là. Này, anh dư hộ anh bán. Chào đó. Anh đá qua đây nè. Rồi chán lại. Dạ. Cho nó sạch sẽ, biết sao xe đó đậu đi cũng dễ nó, nước ngập nó. Ừ. Cài đi, mỗi lần làm một lần khó lại làm luôn đi. Trời ơi quý quá, trời ơi. Làm á được anh như là giúp đỡ, như là nó cũng có làm thêm mỗi căn nhà làm thêm. Thì rất là may mắn những cái hoàn cảnh đó mà được anh á như là tiếp tay như vậy đó. Nói chung là anh bỏ công ra anh làm cho người ta như vậy đó, những hoàn cảnh khó khăn rất là quý và rất là may mắn. Tại vì mà biết sao anh nghèo tiền nghèo bạc thật, tấm lòng tình nghĩa không có bao giờ nghèo.
Dạ. Mình thấy chỗ nào mình giúp được mình cứ giúp đi. Đi sợi cho đi hết của nghèo. Dạ. Giúp được thì giúp. Dạ. Rồi thì nếu mà tráng xanh này xong là rộng ha. Rộng. Thì giờ biết chú anh chị biết không, thì hôm trước thì có chú anh chị nói là bảnh sẽ sao không tráng xanh ra, tại vì bảnh chưa có bật mí cho chú chị xem thôi. Thì ngày hôm nay thì bảnh với anh Hải cũng đã tới đây để mà coi ngôi nhà này nữa, sửa ngôi nhà cho người em. Và bảnh sẽ, như anh Hải có chia sẻ là sẽ tráng cái mặt sân này hết, tại vì mặt sân này rất là thấp. Anh Hải phải mua cát đá, cát xi măng vô nữa, tại vì có gọi xi măng ở ngoài kia rồi đó chú anh chị. Cát thêm cát để mà đem vào đây để nâng cái nền này lên, làm cho cao hơn để sau này nhà anh Sưng, nhà anh Thon á có thể mà làm đám tiệc gì đó, đám giỗ gì đó cũng có cái vị trí làm cho cao hơn, tại vì đất bên đây là bị thấp á chú anh chị, rất là thấp, nước nó bị dâng lên đó chú anh chị xem không, không có mưa mà nước nó cũng dâng lên ở dưới phần đó rất là nhiều. Thì cũng cảm ơn anh Hải đã có tấm lòng vàng như vậy để giúp đỡ cũng như là cho những hoàn cảnh khó khăn đó. Thì bây giờ thì em cũng về ha. Rồi. Mấy anh cũng cực khổ rồi, cố gắng đi thôi. Đang làm cho gùi sớm cho anh Thon, bây giờ mưa hoài. Mà trong thời gian em làm đó, như là ở trong kiểm tra nhiều gì đó, có anh có buồn phiền gì không? Không, tại vì mỗi khi anh đi làm giống như một bạn là giám sát đi. Anh làm nhà phải có giám sát. Ví dụ anh đi làm công trình phải có giám sát coi từ chi tiết, coi chỗ nào mà không đồng ý thì nói với anh sửa lại, chứ không có buồn phiền hết trơn. Dạ. Giống như anh cũng xem nhiều kênh, không có kênh nào mà quay kỹ giống bằng bảnh này. Anh cũng vậy, anh thích là giống như là gùi cái giai đoạn nào bằng bảnh vậy, lại quay cái giai đoạn đó. Dù xây à, rồi phần xây tới phần tô, rồi phần tô tới phần lót gạch, em cứ lại quay đi. Dạ. đừng có đẩy nó tin tưởng nhau là không có được. Sau này nhiều khi anh không ở đó, lính anh nó làm một cái đó sai sao? Dạ, rồi. Trời ơi, quý báo có chú chị. Thì em cũng nói chung là cũng muốn là ngôi nhà nào đó cho nó chắc chắn. Đúng rồi. Thì khi nào mình xong ngôi nhà thì mình hoàn thiện rồi, tại vì em đã kiểm tra từng móng, từng đà, từng cột, từng nói chung là tất cả các thứ em đã kiểm tra rồi. Khi nào bàn giao nhà em chỉ coi sơ mà để cho thôi, là giới thiệu cho quý ông chú, quý anh chị xem ngôi nhà đó có vị trí nào nào, cái nào như thế nào đó. Đúng rồi. Là cho quý khán giả được biết thôi. Tại vì cái phần chất lượng em đã kiểm tra đã nhiều tập rồi. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị, quý khán giả và quý Mạnh Thường Quân, bây giờ thì bọn Bảnh xin được khép video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân gần xa, trong nước và ngoài nước. Và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.